được chào mừng toàn thể quý phụ huynh và các bạn học sinh, các bạn thí sinh đã quay trở lại cùng với livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay thì Minh Nhật rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý phụ huynh, các bạn học sinh và các bạn thí sinh trong số livestream ở đầu tháng 8 năm 2022 này. Một thời điểm rất quan trọng khi các bạn chúng ta đang bước vào giai đoạn hoàn thành việc đăng ký xét tuyển đại học. Và chúng ta cũng chuẩn bị để bước vào một việc rất quan trọng, đó chính là lựa chọn việc xác nhận nhập học tại các trường đại học và cao đẳng. Và ở những số livestream trong tháng 8 này thì trường Đại học Văn Lang cũng sẽ đồng hành cùng với các bạn để giới thiệu nhiều hơn về các chương trình hoạt động, về các môi trường học tập để cho các bạn học sinh và quý vị phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về việc học tập, sinh hoạt, hoạt động và các chính sách hỗ trợ sinh viên tại trường Đại học Văn Lang. Và riêng với số livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chương trình đại học ở quy mô hệ thống giáo dục Văn Lang với các trường đại học thành viên khác nhau, các chính sách liên kết giữa các trường tương đồng, và từ đó quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống giáo dục Văn Lang. Và có mặt trong trường quay vào buổi tối ngày hôm nay, Minh Nhật rất vui và xin được trân trọng giới thiệu đến cho tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Lang, Trưởng khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông. Kính chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình. Dạ, và xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương BTU, thành viên Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Trân trọng kính chào quý vị phụ huynh cùng các em học sinh. Dạ vâng, xin được chào hai thầy cô rất nhiều và rất vui khi được chào đón hai thầy cô đã đến với livestream tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang. Dạ, đầu tiên thì em xin được chào thầy Tuấn. Với những bạn học sinh cũng như là quý vị phụ huynh, chúng ta thường xuyên theo dõi những livestream thì chắc có lẽ rằng là đã quá quen thuộc với thầy rồi, bởi vì thầy cũng đã tham gia vào rất nhiều những chương trình livestream tư vấn tuyển sinh để đưa ra rất nhiều những thông tin đến cho tất cả quý vị. Và ngày hôm nay với vai trò là phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh, nhưng mà ngày hôm nay thì thầy sẽ tư vấn cho các bạn về tuyển sinh trong phạm vi bao quát hơn là hệ thống giáo dục Văn Lang. Và dưới góc độ này thì đầu tiên em xin được kính mời thầy có thể giới thiệu đôi nét về hệ thống giáo dục Văn Lang ở thời điểm hiện tại để quý phụ huynh và các bạn thí sinh có thể hình dung ra được không ạ? Dạ, xin được mời thầy. Vâng, cảm ơn Minh Nhật. Xin chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình livestream chương trình đại học trong hệ thống giáo dục Đại học Văn Lang. Thì kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh, hàng năm thì chúng ta đăng ký vào trường Đại học Văn Lang và quen thuộc với tên gọi trường Đại học Văn Lang. Thì trong cái buổi livestream hôm nay và trong cái số phát hành mà chúng tôi ngồi hôm nay, thì chúng tôi muốn giới thiệu đến một cái phạm vi rộng hơn, quy mô hơn, và đó là hệ thống sinh thái với trường Đại học Văn Lang của chúng tôi. Thì trong cái hệ thống đó thì chúng tôi tập trung vào các cái trường đại học có trong hệ thống, và trong giá trị cốt lõi vẫn là trường Đại học Văn Lang. Thì hệ thống Văn Lang thì tôi xin giới thiệu sơ qua thì gồm có khoảng là 14 đơn vị thành viên, và trong đó chúng tôi vẫn tập trung vào trọng tâm chính là giáo dục đại học. Thì ở bậc đại học thì chúng tôi như các bạn cũng biết và thí viện Thùy Hinh cũng biết, chúng tôi có trường Đại học Văn Lang đã thành lập được 27 năm nay, và năm nay là khóa tuyển sinh thứ 28. Và năm 2021, trường Đại học Văn Lang chúng tôi, hệ thống giáo dục Đại học Văn Lang có kết nạp thêm một thành viên mới, đó là trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Trường này cũng là một trong những trường lâu đời của trong hệ thống giáo dục, vừa mới kết nạp vào trường hệ thống giáo dục Văn Lang từ năm 2021. Và ngoài ra chúng tôi có cái bậc cao đẳng thì có trường cao đẳng Văn Lang Sài Gòn. Còn về giáo dục thì cũng có bậc phổ thông, đó là trường phổ thông quốc tế gọi là Nam Mỹ, là UTS. Thì với cái triết lý đào tạo lấy cái con người làm trung tâm và đa dạng hóa trải nghiệm, cũng như là muốn xây dựng một cái hình ảnh con người toàn diện hơn, có tác động tích cực và ảnh hưởng đến xã hội. Vì vậy, hệ thống giáo dục sinh thái Văn Lang muốn tập trung cho chúng tôi, cho chúng ta những cái trung tâm đào tạo cũng như các thành viên khác. Mà như tôi nói ở trên là có 14 thành viên, thì ngoài cái hệ thống giáo dục, những cái trường mà chúng tôi đã giới thiệu, thì có các thành viên như là khối sức khỏe, trung tâm khởi nghiệp, rồi các khối dịch vụ, và đặc biệt chúng tôi có cái câu lạc bộ bóng đá trẻ, PVF.
Vâng vâng, thì tất cả các cái hệ thống đó, hệ thống sinh thái của Văn Lang cũng nhằm phát triển và cân bằng đa dạng và tạo cái nền tảng cốt lõi tập trung cho vấn đề đào tạo. Vì trọng tâm của chúng tôi trong cái hệ thống sinh thái Văn Lang như tôi đã nêu vẫn tập trung và cốt lõi là giá trị đào tạo tạo. Thì tôi nghĩ rằng trong những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ và về hệ thống giáo dục Văn Lang thì cái phần nào cũng giúp cho quý vị phụ huynh có một cái nhìn đa dạng. Và với số live stream hôm nay là chương trình đào tạo đại học trong hệ thống giáo dục Văn Lang để chúng tôi liên kết và tổ chức xây dựng làm sao để phát triển hơn và hình thành hơn cái giá trị trọng tâm như chúng tôi đã nêu. Trong 14 đơn vị của hệ thống giáo dục Văn Lang, chúng tôi vẫn tập trung cho vấn đề giáo dục đại học. Dạ vâng, vâng. Xin được cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, thì thầy Tuấn có nhắc đến về sự gia nhập của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương B2 vào hệ thống giáo dục Văn Lang vào cuối năm 2021. Vậy thì cô có thể chia sẻ một số đôi điều và giới thiệu về trường để cho quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh đang theo dõi có thể hiểu rõ hơn. Và theo cô thì sự có mặt của B2 trong hệ thống giáo dục Văn Lang tạo cho hệ sinh thái của hệ thống những nét riêng và những dấu ấn riêng như thế nào? Dạ, xin được mời cô ạ. Xin trân trọng kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tuy là một thành viên mới của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, nhưng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đã có một quá trình hình thành hơn 23 năm phát triển và đã có những đóng góp nhất định cho xã hội cũng như cho tỉnh Bình Dương. Nhà trường cũng đã được chính phủ khen thưởng huy chương lao động hạng nhì, và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế Bình Dương có việc làm ngay sau trong 6 tháng là đạt tỷ lệ trên 92%. Và vừa rồi thì trường đã được đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục về cả cơ sở vật chất lẫn cả chương trình đào tạo. Đối với Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, khi gia nhập hệ sinh thái giáo dục Văn Lang thì đã góp phần cho Văn Lang phát triển mở rộng phạm vi hoạt động từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến tỉnh Bình Dương, và tạo cơ hội cho các thí sinh ở tỉnh Bình Dương có hộ khẩu ở tỉnh Bình Dương có thể đăng ký theo học tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương nhưng vẫn được hưởng những cái chính sách về giảng dạy cũng như về các thầy cô có chuyên môn cao ở Văn Lang xuống giảng dạy tại Trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, nhưng với một mức học phí rất phù hợp với địa bàn của tỉnh Bình Dương. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Và qua phần chia sẻ của thầy Tuấn và cô Hà thì quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh cũng đã có một sự hình dung đôi nét về hệ thống giáo dục Văn Lang và một thành viên mới gia nhập vào hệ thống, đó là Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương B2. Và hơn mới livestream chỉ diễn ra được 5 phút thôi, hơn 5 phút thôi, và bây giờ cũng đã đón nhận được hơn 600 bạn học sinh, thí sinh và cả quý vị phụ huynh đang theo dõi livestream này. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, và hy vọng rằng trong số những bạn thí sinh và những bạn học sinh chúng ta đang theo dõi livestream thì biết đâu được cơ duyên chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ là những tân sinh viên của Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương trong kỳ tuyển sinh lần này. Và xin được chào đón tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh. Và thưa thầy cô và quý vị phụ huynh, các bạn học sinh, các bạn thí sinh thân mến, Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương B2 là hai đơn vị đại học trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, và giữa hai trường cũng đã có các chương trình liên kết rất cụ thể về chương trình đào tạo để sinh viên có thể giao lưu, học tập và kết nối lẫn nhau. Và để dễ hình dung hơn thì xin được mời các bạn thí sinh và quý phụ huynh sẽ cùng lướt qua hệ thống chương trình đào tạo của hai trường đại học cũng như là những ngành học cụ thể mà sắp tới đây chính các bạn sẽ là người nhập học tại trường đại học này. Và thưa thầy Tuấn, dạ, Trường Đại học Văn Lang đang có 61 ngành đào tạo, và đến thời điểm hiện tại thì thầy đánh giá khóa 28 sắp tới tại Văn Lang sẽ phân bổ như thế nào vào các ngành ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi Minh Nhật. Thì Trường Đại học Văn Lang chúng tôi hiện nay có 61 ngành, và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương hiện nay thì có 14 ngành. Thì trước hết tôi nói là giữa hai trường trong cái hệ thống giáo dục đại học thì có sự tương đồng về cái chương trình đào tạo. Thì hầu hết những cái ngành học của Trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương B2 đều có ở trong 61 ngành.
gần như là có hết trong 61 ngành của trường Đại học Văn Lang. Thì qua đó chúng ta thấy với cái đặt câu hỏi vấn đề của Minh Nhật thì chúng ta hình dung ra sao trong cái câu chuyện các cái ngành mà trực thuộc các cái lĩnh vực mà chúng ta đang có, chúng tôi đang có. Thì hiện nay về phân bổ của các cái lĩnh vực đào tạo trong 61 ngành của trường Đại học Văn Lang thì tập trung nhiều cho các cái lĩnh vực báo chí và thông tin, ví dụ như ngành quan hệ công chúng, ngành truyền thông đa phương tiện, hoặc là tập trung nhiều cho lĩnh vực kinh doanh quản lý, ví dụ như là quản trị kinh doanh, marketing, hoặc là tập trung nhiều cho các cái lĩnh vực nhân văn, ví dụ ngôn ngữ và công nghệ thông tin, v.v. Thì những cái ngành đó ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đều có. Do đó, với cái sự phân bổ tập trung nhiều cho các cái lĩnh vực này, thì chúng tôi chia sẻ thêm về vấn đề đào tạo và cái nguồn nhân lực. Thì ở đây cô Hà, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cũng có nói là chúng ta có thể thụ hưởng và quá trình đào tạo cũng như cái chương trình đào tạo. Thì ở đây vì cái phân bố như vậy, do đó những cái ngành mà chúng tôi đào tạo tại Đại học Văn Lang thì cũng có thể đào tạo tại Đại học Bình Dương. Do đó cái nguồn lực mà phân bố, cái nguồn thí sinh phân bố rất lớn, tập trung cho các cái lĩnh vực như đào như vậy thì chúng tôi có thể chia sẻ bớt cho trường Đại học Kinh tế Bình Dương trong hệ thống. Và cái thụ hưởng ở đây tôi muốn nói rằng là cái chuẩn đầu ra đối với chương trình không có gì khác, và cái quyền lợi các em vẫn hưởng ở Đại học Văn Lang như thế nào thì hưởng ở Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương như vậy. Vì chúng tôi là thống nhất trong hệ thống mà tập trung trọng tâm là cái giá trị là giáo dục. Do đó chúng tôi muốn cái chuẩn đầu ra của hai chương trình, của chương trình trong của hai trường đều giống nhau. Tuy nhiên cô Hà cũng có nói là học phí đối với trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương sẽ thấp hơn rất nhiều đối với Văn Lang, mà thù hưởng thì không có gì khác nhau. Thì đó một cái lợi thế về mặt nguồn lực, về mặt nhân lực và cũng như cái tài chính đối với các em, đối với trường Kỹ thuật Kinh tế Bình Dương. Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Những thông tin mà Minh Nhật nghĩ rằng rất là có giá trị và sẽ giúp cho các bạn quyết định chính xác hơn và đúng đắn hơn khi chúng ta nhập học tại các trường đại học trong hệ thống giáo dục Văn Lang. Và về phía trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thì thưa cô Hà, hiện nay thì giống như thầy Tuấn cũng đã có chia sẻ rằng trường B2 có 14 ngành đào tạo, và có ngành học nào đặc biệt mà cô muốn chia sẻ và giới thiệu kỹ hơn để các bạn học sinh và các bạn thí sinh có thể có một sự xác nhận về với trường B2 của mình trong kỳ tuyển sinh lần này không ạ? Thưa các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến, ngoài những trường, ngoài những ngành trường đã có tương đồng với ngành Văn Lang thì trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương có những ngành, ví dụ như là ngành quản trị văn phòng cũng là một ngành mà gần như trên tỉnh Bình Dương thì chưa có trường nào đào tạo. Ngoài ra còn có những ngành như là quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Đó là một ngành trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương mới mở mà cũng có rất nhiều thí sinh đã đăng ký xét tuyển, quan tâm đến. Và một ngành đặc biệt nữa là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, cũng là một ngành trường mới mở trong năm nay nhưng cũng đã thu hút được rất nhiều thí sinh đăng ký quan tâm. Vì đó là một trong những cái ngành mà trong những năm gần đây thì các em sinh viên khi tốt nghiệp ở ngành này đều rất có cơ hội xin được việc làm rất là tốt. Ngoài ra thì những cái ngành truyền thống của trường mà thu hút thí sinh tương đối đông như là ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và ngành quản trị thì quản trị kinh doanh thì đều là những ngành mà từ xưa đến nay, và đặc biệt là trong cái ngành quản trị thì có nhóm ngành kế toán. Thì tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có tỷ lệ việc làm rất là cao. Thì đó là những cái ngành mà là thế mạnh của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Và vừa rồi thì hai ngành kế toán và ngành quản trị kinh doanh của trường cũng đã chương trình đào tạo đã được kiểm định và đạt tiêu chuẩn công nhận chất lượng. Thì có một cái ưu điểm nữa là các em sinh viên sau khi chọn vào học trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thì các em có thể có cơ hội được chuyển đổi và công nhận tín chỉ khi các em đăng ký tiếp tục theo học 2 năm tại trường Đại học Văn Lang, với những chính sách của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đưa ra, được hỗ trợ về cơ sở vật chất, được sử dụng cơ sở vật chất của Đại học Văn Lang, được sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm thực hành hiện đại, và các em chỉ phải đóng mức học phí như đã học phí đã từng đóng ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương. Đó thì đấy là một cái lợi thế rất lớn của các em khi đăng ký vào học
Đại học Kinh tế Quốc dân Bình Dương trong 2 năm đầu. Với những ngành nghề đã có ở tập đoàn trường Đại học Văn Lang. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, tôi xin bổ sung một cái ý. Thì ngoài những cái lợi thế, ngoài những cái quyền lợi và những cái thụ hưởng mà tôi chia sẻ và cô Hà cũng có nói, thì các bạn thí sinh lưu ý một điều về cái điểm số. Ví dụ như các bạn hiện nay muốn trúng tuyển vào ngành quan hệ công chúng truyền thông đối với trường Đại học Văn Lang, tức là được xét tuyển sớm và trúng tuyển có điều kiện vào trường Đại học Văn Lang, thì cái mức điểm phải 22 điểm. Tuy nhiên nếu các bạn chọn Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương không trúng tuyển, muốn học ngành quan hệ công chúng nhưng không đủ điểm vào Đại học Văn Lang, thì các bạn có thể chọn vào ngành trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cũng có ngành quan hệ công chúng, thì các bạn chỉ cần 18 điểm các bạn đã đủ. Do đó nếu mà mong muốn vào học cái ngành mình mong muốn mà các bạn không đủ vào Văn Lang thì có thể chọn vào Bê Tu. Và như tôi chia sẻ, các bạn thụ hưởng hoàn toàn giống ở Văn Lang về chuẩn đầu ra, về chương trình đào tạo, chỉ có khác là học phí các bạn được thấp hơn. Thì tôi chia sẻ thêm thông tin như vậy để các bạn có cái quyền lựa chọn. Ngành quan hệ công chúng, ngành marketing là hai ngành có điểm cao hơn đối với Văn Lang, nhưng ở Bê Tu vẫn lấy điểm là 18 điểm. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Một thông tin mà tôi nghĩ rằng các bạn sẽ cần phải lưu lại ngay khi rất là hấp dẫn. Và thật sự thì khi mà Bê Tu gia nhập vào hệ thống giáo dục Văn Lang thì cũng đã được thừa hưởng rất là nhiều những giá trị để có thể phát triển và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của những bạn học sinh, tất cả những các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và nhân tiện đây thì cũng có một bạn thí sinh đang theo dõi livestream và cũng đã có gửi về câu hỏi dành cho các thầy cô mà em rất là muốn để đọc lên nhờ các thầy cô tư vấn, đến từ bạn Phạm Ngọc Thanh Trúc, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu tại Bình Dương. Và bạn đó có hỏi một câu như thế này rằng: thầy cô cho em tư vấn về các ngành mới tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, đặc biệt là ngành quan hệ công chúng. Giống như những thông tin mà thầy vừa mới chia sẻ. Với câu hỏi này thì chắc là em xin mời cô Hà sẽ chia sẻ trước với bạn Trúc, và sau đó thì sẽ được mời thầy Tuấn. Kính thưa quý vị phụ huynh và các em học sinh, cách đây khoảng gần 2 tháng thì trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đã ký một văn bản thỏa thuận tác toàn diện đối với trường Đại học Văn Lang. Thì trong đó có những cái nội dung là học sinh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Bình Dương sẽ được lựa chọn tiếp tục học 2 năm ở trường Đại học Văn Lang. Và trường Đại học Văn Lang công nhận những cái tín chỉ các em đã học của trường Bê Tu để chuyển về Đại học Văn Lang. Thì tôi nghĩ đây là một cái lợi thế rất lớn để cho các em có những cái giải pháp cân bằng về tài chính khi theo học trong hệ thống giáo dục Văn Lang, vẫn đạt được cái yêu cầu của mình là tốt nghiệp đại học đúng cái ngành mình yêu thích, nhưng cái giải pháp về tài chính nó phù hợp ít nhất là trong từng giai đoạn đầu đối với những các bạn sinh viên có điều kiện chưa được, gọi là về mặt tài chính chưa được thuận lợi lắm, thì các bạn có thể chọn cái giải pháp đấy rất là tốt. Đó là cái chương trình liên kết giữa Đại học Văn Lang và Đại học Bê Tu. Và các bạn học một ngành nghề nào các bạn cũng có thể lựa chọn được, vì trên cơ sở những cái văn bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai trường thì không có hạn chế ngành nào cả, ngành nào các bạn cũng có thể tham dự học 2 năm cuối ở Đại học Văn Lang. Dạ vâng, dạ. Thầy Tuấn có những thông tin gì để bổ sung cho những ý mà cô Hà vừa chia sẻ không ạ? Cô Hà chia sẻ và thông tin cũng khá đầy đủ về cái nhu cầu cũng như cái mong muốn đối với cái ngành cụ thể là thí sinh đặt ra đối với ngành quan hệ công chúng truyền thông. Thì một cái vấn đề mà các bạn lưu ý, không phải riêng gì ngành quan hệ công chúng truyền thông, mà những cái ngành mà Văn Lang có, Bê Tu đều có, thì những cái ngành đó thì chúng tôi đào tạo, vì như tôi đã chia sẻ ngay từ đầu thì giá trị cốt lõi của trường Đại học Văn Lang là mong muốn tập trung vào là giáo dục đại học. Do đó cái chuẩn đầu ra và cái chất lượng đầu ra đối với các trường đại học ở trong hệ thống sinh thái Văn Lang đều giống nhau, đều mong muốn giống nhau. Đó là mong muốn và kỳ vọng là giống nhau. Ở trường Đại học Văn Lang, giả sử học ngành quan hệ công chúng thì cái chất lượng đầu ra như thế nào thì phải mong muốn, và cái xây dựng cũng đối với trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương như vậy. Do đó muốn như vậy thì chúng tôi phải xây dựng dựa trên 3 yếu tố.
là thứ nhất là chương trình đào tạo, thứ hai là đội ngũ và thứ ba là cơ sở vật chất. Thì các bạn sẽ được thụ hưởng cơ sở vật chất như cô Hà nói là 2 năm đầu học ở Bình Dương và 2 năm sau các bạn thụ hưởng tại Văn Lang. Và các bạn sẽ chia sẻ về những cái trải nghiệm ở trường đại học Văn Lang. Chương trình đào tạo cũng vậy, đội ngũ cũng vậy. Chỉ có khác là các bạn học phí thấp hơn. Học phí thấp hơn. Nhưng chất lượng đầu ra các bạn vẫn được đảm bảo như hệ thống giáo dục chung mà chúng tôi đã xây dựng. Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Và với những thông tin vừa rồi thì Minh Nhật nghĩ rằng quý phụ huynh và các bạn học sinh, các bạn thí sinh cũng đã nắm rõ được về các chương trình liên kết và cũng như về các ưu điểm và giúp cho các bạn sẽ lựa chọn xác nhận nhập học một cách kỹ càng và một cách chính xác hơn. Và sau đây sẽ là những phần Minh Nhật sẽ gửi những câu hỏi của các bạn đặt qua livestream đến cho các thầy cô để có thể giải đáp cho các bạn trong những phần này. Vì thế nếu như mà chúng ta có những câu hỏi nào về ngành nghề hoặc bất kỳ những thắc mắc, những trăn trở nào thì hãy để lại những phần bình luận trong phần livestream này nhé. Và Minh Nhật cũng sẽ thay mặt các bạn để gửi đến và nhờ các thầy cô giải đáp. Với câu hỏi được các bạn gửi qua livestream, dạ đang có rất là nhiều các bạn hỏi. Có một câu mà em thấy rất là hay như thế này là bằng cấp của các bạn sinh viên khi theo học chương trình 2 năm tại trường đại học Văn Lang sẽ là bằng của trường Văn Lang hay là bằng của trường Bi Tu? Với câu hỏi này á, thì tôi cũng xin chia sẻ và thay mặt hai thầy cô ở đây thì tôi cũng xin rõ ràng rằng bằng cấp nếu các bạn trúng tuyển vào trường nào, tức là bạn đầu vào ở trường nào thì cái bằng các bạn á là tốt nghiệp á, thì bằng ở trường đó cấp. Ví dụ các bạn học ngành quan hệ công chúng tại trường Đại học Văn Lang thì hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang sẽ ký cấp bằng và bằng đó là bằng của trường Đại học Văn Lang cấp. Còn nếu các bạn chọn quan hệ công chúng trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thì hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương sẽ ký và cấp bằng. Đó là quy định. Đó là quy định. Do đó vấn đề, tuy nhiên như tôi nói, vì ở đây chúng tôi xây dựng giá trị cốt lõi trong cái hệ sinh thái tập trung vào cái đào tạo. Do đó mặc dù là hai trường á, là tên gọi khác nhau, nhưng chất lượng đào tạo vẫn giống nhau. Đó là cái vấn đề, không phải là bằng cấp nữa, mà vấn đề cái chuẩn đầu ra cũng như là chất lượng đầu ra đối với cái chương trình đào tạo. Hôm nay chúng ta biết chúng ta live stream với cái tiêu đề gọi là chương trình đại học trong hệ thống giáo dục Văn Lang. Các cái chương trình đại học của chúng tôi đều xây dựng trên một cái chuẩn chung. Do đó dù học Bê Tu hay học Văn Lang thì chúng tôi cũng muốn xây dựng một cái chuẩn chung cùng một cái chuẩn đầu ra và chất lượng đầu ra. Chỉ có khác vì quy định là học trường nào thì hiệu trưởng trường đó cấp bằng. Và đầu vào của trường nào thì đầu ra cũng phải là trường đó. Chứ không phải là trúng tuyển vào ngành quan hệ công chúng truyền thông của Bê Tu để sau này á, là hiệu trưởng trường đại học Văn Lang cấp bằng được. Vì đây là hai thể chế, hai tổ chức độc lập với nhau, mặc dù nó trong hệ thống. Nhưng về mặt về pháp lý thì đó là hai tổ chức độc lập. Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Về chất lượng chương trình học tập và về các chế độ mà các bạn được thụ hưởng cũng là như nhau. Dạ vâng, dạ đó, đã giải đáp được những thắc mắc chung mà các bạn cũng đã gửi về cho chương trình rất là nhiều. Và thầy Tuấn cũng là một chuyên gia tư vấn tuyển sinh, cũng đã đồng hành cùng với chúng ta qua các buổi livestream, rồi các buổi chương trình hướng nghiệp ở các cái trường đại học và các trường cấp 3 khi mà chúng ta gặp gỡ. Cho nên rằng là những câu hỏi trong livestream sẽ liên quan đến quy chế thì thầy cũng sẽ gửi đến những thông tin xác thực và chắc chắn nhất dành cho tất cả các bạn. Và có một câu hỏi mà các bạn muốn đặt đến cho các thầy cô. Dạ, nếu như em chưa đăng ký xét học bạ tại trường đại học Văn Lang thì em có còn cơ hội nào để xét tuyển vào trường mình nữa không ạ? Vâng, đây, câu hỏi này liên quan đến vấn đề đăng ký xét tuyển và tổ chức xét tuyển trong cái giai đoạn hiện nay. Thì như tôi muốn quay lại câu chuyện mà các cái số live stream trước chúng ta đã chia sẻ, thì năm nay chúng ta có thay đổi rất nhiều về mặt quy chế, nhưng tập trung cơ bản thay đổi về mặt kỹ thuật. Tức là năm nay tất cả các bạn đăng ký đều online hết trên hệ thống, chứ không phải đến trực tiếp trường để đăng ký. Các bạn đăng ký để nhập học, ngay khác nhận nhập học, để đóng lệ phí xét tuyển vân vân, đều làm trên hệ thống online. Và qua cái cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc cổng thông tin quốc gia. Do đó với câu hỏi của bạn thì tôi muốn lặp lại rằng thì hiện nay theo quy định từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 là thời gian các bạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng có nghĩa là các bạn có thể đăng ký mới hoặc là điều chỉnh.
Thì hôm nay là ngày 15 tháng 8, do đó các bạn còn thời gian đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 các bạn sẽ kết thúc, hệ thống sẽ tự động khóa và không cho các bạn đăng ký được, không cho các bạn đăng ký nữa. Do đó nhưng trong hiện nay là 15 tháng 8 các bạn vẫn còn thời gian để đăng ký. Thì hiện nay các câu hỏi của em đặt ra như vậy thì tôi xin trả lời rằng với cái phương thức học bạ thì các em không đăng ký được nữa. Tuy nhiên với phương thức ngoài các cái phương thức khác thì đó là phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn có thể là đăng ký trên hệ thống. Vì hiện nay theo quy định 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 là thời gian chúng ta đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Có hai công việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, không giới hạn số lượng đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Do đó hiện nay các bạn có thể lên đăng ký vào cái ngành đó. Ví dụ các bạn muốn đăng ký vào ngành quan hệ công chúng tại trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương bằng phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn cứ lên đó và đăng ký vào cái mã phương thức là 100 chẳng hạn như vậy. Đó. Rồi các bạn muốn điều chỉnh nguyện vọng, ở đây có nghĩa là sắp xếp trước đây các bạn sắp xếp nguyện vọng á, là nguyện vọng 2 là vào Văn Lang, nguyện vọng 3 là vào trường nào đó, nguyện vọng 1 là trường khác, trường một cái trường không phải là trường BTU, trường Kinh tế trường Bình Dương, các bạn có thể điều chỉnh sau khi live stream này. Các bạn mong muốn học quan hệ công chúng ngay tại Bình Dương thì các bạn có thể điều chỉnh nguyện vọng 1 bằng quan hệ công chúng lên trường Đại học Kinh tế Bình thuộc Bình Dương. Có hai cái nhiệm vụ, các bạn có thể là điều chỉnh nguyện vọng hoặc đăng ký mới. Việc đăng ký mới chỉ thực hiện đối với phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ vâng. Liên quan đến về việc đăng ký nguyện vọng thì có một bạn thí sinh, một bạn học sinh của trung học phổ thông Bình Phú của Bình Dương, cũng là một thí sinh của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương luôn, là bạn Nguyễn Thành Trung, thì bạn cũng có hỏi rằng là em đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không biết là có chắc chắn chưa hả? Vì hiện tại em chưa nhận được thông báo trúng tuyển. Dạ. Dạ xin thầy cô có thể giải đáp chi tiết hơn giúp em về cách thức đăng ký nguyện vọng này. Dạ, để cho em đỡ băn khoăn lo lắng. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Trung ở trường Tân Phú, tỉnh Bình Dương. Thì tôi xin thay mặt của thầy cô ngồi đây thì chia sẻ các cái thông tin câu hỏi các em. Thì như tôi đã nói là từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 là thời gian chúng ta đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống và kết thúc vào 17 giờ ngày 20 tháng 8. Thì em hỏi rằng á, là trong cái thời gian này có quyền điều chỉnh nguyện vọng, đúng không? Dạ, phải điều chỉnh. Làm sao để bạn biết rằng là bạn đã xác nhận được và bạn chắc chắn rằng là mình sẽ học tại BTU? Hiện nay á, nếu các em đã trúng tuyển có điều kiện vào BTU bằng phương thức học bạ hoặc phương thức nào đó khác với phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông, tức là phương thức tuyển thẳng hoặc là phương thức đánh giá năng lực, thì hiện nay á, có rất 4-5 phương thức. Đối với BTU cũng như Văn Lang có 4-5 phương thức, là phương thức học bạ, phương thức thứ hai là tuyển thẳng, phương thức thứ ba là đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì ngoài các cái phương thức đó thì các bạn có thể đăng ký thêm bằng phương thức là tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên các bạn muốn biết á, là các bạn đã đăng ký chưa thì các bạn có thể lên hệ thống để kiểm tra lại. Tuy nhiên để chính thức mà Bộ sẽ công bố kết quả trúng tuyển là vào ngày 17 tháng 9. Ngày 17 tháng 9 là ngày mà chính thức các bạn sẽ đăng ký, sẽ được công bố kết quả trúng tuyển. Thì trong thời gian này các bạn có thể điều chỉnh nguyện vọng. Ví dụ các bạn muốn là chuyển nguyện vọng trúng tuyển lên một cái ngành nào đó của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thì các bạn đặt cái nguyện vọng đó lên cái số 1, tức là ưu tiên nguyện vọng số 1. Ví dụ các bạn muốn trúng tuyển vào cái ngành marketing thì các bạn cứ ghi là nguyện vọng 1 phương thức học bạ chẳng hạn vào cái ngành marketing. Còn các bạn chưa đăng ký chưa, hoặc là chưa có kết quả trúng tuyển sớm, hoặc chưa đã đăng ký kết quả bằng phương thức học bạ vào trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thì các bạn có thể đăng ký mới bằng phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông với cái điểm sàn mà trên trang web của trường đã công bố. Chúc các bạn thành công và cảm ơn câu hỏi của bạn Trung. Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Những câu hỏi, những thông tin mà Minh Nhật nghĩ rằng thật sự cực kỳ bổ ích dành cho các bạn về những điều mà các bạn cần phải lưu ý khi chúng ta đăng ký những nguyện vọng để có thể xác nhận và một cách chắc chắn hơn, một cách dễ dàng hơn trong khoảng thời gian sắp tới. Khi... Và các bạn cũng lưu ý là câu hỏi chính của bạn là ngày nào công bố kết quả trúng tuyển là ngày 17 tháng 9. 17 tháng 9 là ngày
chính thức Bộ sẽ công bố kết quả trúng tuyển cho tất cả các trường, chứ không riêng gì trường Bình Dương hoặc trường Văn Lang. Dạ vâng, dạ lưu ngay thời điểm này ngày 17 tháng 9 để chúng ta có thể biết được rằng mình có phải là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương không, và có phải là sinh viên của trường Đại học Văn Lang không các bạn nha. Dạ xin được cảm ơn thầy rất là nhiều một lần nữa đã giải đáp cực kỳ là chi tiết dành cho các bạn. Minh Nhật nghĩ rằng không phải là một mình bạn Trung đâu mà hầu hết dạ, cũng có một số bạn rất là băn khoăn và lo lắng về việc này. Đó, cho nên là cũng đã giải đáp được và ghi lại được những mốc thời gian dành cho mình. Dạ, cô Hà thân mến, về nếu như mà các bạn có những điều muốn tư vấn hoặc có những điều muốn quan tâm về trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thì có thể liên hệ tư vấn và được hướng dẫn đăng ký qua những kênh thông tin nào? Dạ, cô có thể chia sẻ dành cho các bạn được không ạ? Các em học sinh thân mến, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương có một trung tâm tuyển sinh được bố trí ngay cạnh cổng trường ra vào, rất là đẹp và hiện đại, với nhiều phương thức để tiếp cận với thí sinh, bằng trang fanpage, qua trang web, qua các bạn tư vấn là chuyên viên của phòng tuyển sinh và truyền thông. Ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức các cái Petuso về ngành nghề đào tạo, với 14 ngành nghề đào tạo đã phát liên tục trong các thời gian gần đây, mỗi một số kéo dài khoảng 45-50 phút để tuyên truyền rất rõ về ngành nghề đào tạo, về đội ngũ giảng viên cũng như là cách thức đăng ký xét tuyển như nào. Và khi các em quan tâm chỉ cần gọi điện đến số đường dây nóng của tuyển sinh thì sẽ có đội ngũ giảng viên của từng ngành từng khoa và các chuyên viên tư vấn tận tình chỉ dẫn cho các em cách thức đăng ký vào cái đường link xét tuyển của bộ. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn ở trường Đại học Văn Lang đi mà các bạn muốn có sự quan tâm đến trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương B2 thì vẫn có thể liên lạc qua những kênh thông tin tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang được luôn đúng không thầy? Vâng, như chia sẻ ngay từ đầu và chúng tôi đã giới thiệu ngay từ đầu thì trong bậc đại học của chúng tôi trong hệ thống sinh thái Văn Lang thì có hai trường, đó là trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, gọi tắt là B2. Đấy, thì với hai trường như vậy thì chúng tôi xem trong hệ thống thì các bạn có thể lên trang web của B2 hoặc là trang web Văn Lang thì các bạn đều được thông tin và có chia sẻ những cái dữ liệu, những cái chi tiết hơn nữa là các cái thông tin liên lạc cũng như các cái thông tin liên quan đến cái ngành nghề đào tạo giữa hai trường. Các bạn có thể vào trang web của Văn Lang cũng có, vào trang web của Kinh tế thuộc Bình Dương cũng có. Và đặc biệt các bạn lên hệ thống cổng thông tin quốc gia, các bạn cũng xem được đề án tuyển sinh của các trường để các bạn có các cái thông tin đầy đủ hơn. Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ có một số bạn ở đây đăng ký vào trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương và có một cái nguyện vọng rằng là nếu như mà muốn tham quan campus tour, những cơ sở vật chất của trường Đại học Văn Lang thì có được không cô Hà? Thưa các phụ huynh và các em sinh viên, việc tham quan cơ sở vật chất của Văn Lang thì cũng đã được ban lãnh đạo quan tâm đến theo nguyện vọng của các em sinh viên. Thì các em sinh viên thì khi vào trường ấy, thì có cái buổi tiếp xúc trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, thì ban lãnh đạo nhà trường sẽ lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của các em, đề đạt thì những cái nguyện vọng nào mà hợp lý và phục vụ cho cái công tác là tìm hiểu về các cái hệ thống giáo dục của Văn Lang, để cho giúp cho các em định hướng tốt hơn về cái ngành nghề lựa chọn, thì chúng tôi sẽ tổ chức bố trí đưa đón tham quan. Và cái việc này thì chúng tôi cũng đã tổ chức một vài lần rồi. Yeah. Các em cũng rất là phấn khởi khi được xem các cái phòng thí nghiệm, rồi thư viện của trường Đại học Văn Lang, rồi các cái phòng thực hành của khoa y hay là phòng thực hành của khoa du lịch. Đấy, thì cái việc mà các em sẽ được đi tham quan là một cái điều chắc chắn khi mà các em có nguyện vọng. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các câu hỏi về tuyển sinh các bạn nha. Có một câu hỏi được bạn Đỗ Hoàng Minh và đặt đến dành cho các thầy cô. Em đăng ký xét học bạ tại trường Đại học Văn Lang bằng số chứng minh nhân dân, nhưng em đăng ký trên hệ thống của bộ là căn cước công dân, thì bây giờ trường còn nhận đồng bộ thông tin không ạ? Dạ, xin mời thầy Tuấn ạ. Vâng, các bạn đăng ký học bạ tại Văn Lang thì căn cước công dân, đăng ký bên hệ thống là chứng minh nhân dân. Thì tôi cũng xin thông tin rõ cho các bạn, hiện nay chúng ta vẫn đang còn trong thời gian mà đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.
Thì tất cả dù các bạn đăng ký chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc là mã định danh bất cứ một con số nào đó, thì hiện nay các bạn, nếu các bạn đã đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo là số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, tôi không biết, miễn sao các bạn cứ đăng ký bất cứ một cái mã định danh nào, căn cước công dân, một con số nào, căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, thì các bạn đăng ký trên hệ thống của Văn Lang cũng phải đồng bộ với nó. Ví dụ như các bạn đăng ký trên hệ thống của Bộ là chứng minh nhân dân, thì giả sử các bạn đăng ký trên hệ thống của Văn Lang là căn cước công dân, thì các bạn phải điều chỉnh lại đồng bộ với hệ thống của Bộ là chứng minh nhân dân, hoặc ngược lại. Tóm lại, các bạn chỉ sử dụng một con số và quy về con số đồng bộ nhất, đó là con số đồng bộ của mà các bạn đã đăng ký trên hệ thống của Bộ. Đấy. Thì hiện nay thời gian đến chiều hôm nay tôi vẫn cập nhật lên hệ thống, đến chiều hôm nay thì tôi vẫn cập nhật lên hệ thống được cho các bạn về điều chỉnh về số chứng minh nhân dân và căn cước công dân, cũng như là cập nhật cái danh sách trúng tuyển sớm cho các bạn lên hệ thống sau khi các bạn điều chỉnh. Do đó, nếu đến thời gian này cho đến 20 tháng 8 mà Bộ không đóng cổng thì chúng tôi vẫn tiếp tục điều chỉnh các cái dữ liệu và cập nhật cái danh sách trúng tuyển sớm lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì các bạn cứ yên tâm. Còn nếu không thì các bạn có thể đăng ký bằng cái phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông, một trong hai cách. Tuy nhiên chúng tôi vẫn ưu tiên đối với cái phương thức là các bạn đã trúng tuyển sớm vào trường Kinh tế Giáo dục Bình Dương hoặc là trường Văn Lang. Và các bạn muốn chọn ngành nào thì tôi xin nhắc lại, nếu đã trúng tuyển sớm vào ngành nào mà các bạn đặt cái nguyện vọng một, ưu tiên thứ tự một cho cái ngành đó vào cái trường đó với cái phương thức và tổ hợp đúng với cái phương thức tổ hợp trúng tuyển sớm, thì chắc chắn các bạn sẽ trúng tuyển chính thức và sẽ được công bố kết quả vào ngày 17 tháng 9. Dạ vâng, dạ một thông tin rất hữu ích dành cho các bạn thí sinh. Tiếp theo có bạn Đỗ Quang Minh và đặt một câu hỏi. Em đăng ký ngành thiết kế đồ họa theo phương án điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng ngành này yêu cầu điểm năng khiếu. Em đã có điểm từ Đại học Kiến trúc nhưng em chưa bổ sung về cho trường mình thì phải làm sao ạ? Do trên hệ thống ghi nhận em chưa có điểm môn năng khiếu. Dạ, chắc là nhờ thầy Tuấn cũng sẽ giúp đỡ về trường hợp này, giải đáp những thắc mắc dành cho bạn Đỗ Quang Minh ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tôi cũng chia sẻ thêm rằng là việc cập nhật và bổ sung điểm năng khiếu cũng như là các cái số chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì chúng tôi vẫn đang điều chỉnh liên tục. Nếu Bộ vẫn tiếp tục mở cho chúng tôi đến thời điểm này, thì việc điều chỉnh và cập nhật các cái điểm năng khiếu lên hệ thống đến thời điểm này, tôi xin nhắc lại là vẫn đang được Văn Lang cũng như Trường Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đưa lên hệ thống. Đến chiều hôm nay chúng tôi vẫn còn cập nhật các thông tin này, nên các bạn cứ yên tâm. Dạ vâng, dạ. Rất là yên tâm khi mà thầy đã đưa ra được những thông tin dành cho các bạn thí sinh. Tuy nhiên một cái điều mà chúng tôi nên nói là dù các bạn đăng ký bằng cái điểm năng khiếu có thể là các bạn không cập nhật được do số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đó không đồng bộ với cái số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân trên hệ thống của Bộ. Do đó các bạn cũng biết rằng các bạn đã đăng ký trên hệ thống bằng cái số nào thì cái điểm năng khiếu các bạn cũng phải đồng bộ với cái số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân đó, vì khi đó chúng tôi mới đưa lên hệ thống được. Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ tiếp tục là một câu hỏi nữa đến từ bạn Mai Hà Trang. Em thấy hệ thống báo nguyện vọng của em chưa được thanh toán, nhưng em không tìm thấy mục này. Dạ thầy cô cho em hỏi khi nào em có thể thanh toán được ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này là các thí sinh và phụ huynh rất lo lắng và đã gửi email cũng như là tin nhắn về phía trường cũng như gọi trường phòng trực tiếp. Hiện nay thí sinh phụ huynh rất lo lắng vì theo đúng quy định, đối với phương thức khác, các cái phương thức, ví dụ đối với các phương thức không phải là học bạ, không phải là xét tuyển thẳng, không phải là đánh giá năng lực, tức là chỉ đối với phương thức là tốt nghiệp trung học phổ thông, thì sau khi các bạn đăng ký, các thí sinh đăng ký, thì thí sinh phải đóng lệ phí xét tuyển. Tôi xin về việc đóng lệ phí xét tuyển chỉ thực hiện đối với phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái mã đối với Văn Lang và Bê Tu là mã phương thức là 100 đó, thì các bạn phải đăng ký và phải đóng lệ phí. Tuy nhiên trong thời gian này các bạn chỉ đăng ký và trên hệ thống là có báo là hợp lệ, có báo là hợp lệ, tức là các bạn đã yên tâm, các bạn đã đăng ký được. Tuy nhiên theo quy định, nếu các bạn không đóng lệ phí thì cái nguyện vọng đó sẽ chưa được chính thức xét tuyển.
Vậy theo câu hỏi của bạn là ngày đăng ký xong mà chưa có thể đóng tiền được, thì theo quy định của Bộ thì việc đóng tiền lệ phí xét tuyển đối với phương thức các nguyện vọng đối với phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ được thực hiện từ ngày 24 tháng 8 cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 8. Thì trong thời gian đó các bạn vào lại hệ thống, các bạn thể thấy xuất hiện cái nút gọi là đóng lệ phí xét tuyển. Thì các bạn chọn các cái phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông mà các bạn đã đăng ký, thì các bạn sẽ kích hoạt và đóng lệ phí trực tuyến. Các bạn lên dưới các bạn đăng ký và đóng lệ phí online. Thì khi đó các nguyện vọng các bạn đăng ký mới được gọi là có giá trị. Còn các bạn chưa đóng lệ phí thì các cái nguyện vọng bằng phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông các bạn vẫn chưa có hợp lệ nhưng mà chưa có giá trị. Sau ngày 28 tháng 8 mà các bạn chưa đăng ký, chưa đóng lệ phí thì xem như cái nguyện vọng đó các bạn từ chối. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ, và thưa thầy cô và quý phụ huynh, các bạn thí sinh thân mến, thì hôm nay là ngày 15 tháng 8. Vậy thì chúng ta cũng đều được biết rằng các bạn thí sinh trên toàn quốc chỉ còn đúng một tuần nữa để hoàn thành đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và ở thời điểm này thì với vai trò là người trực tiếp phụ trách công tác tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang, thì thầy Tuấn có thể tư vấn cho các bạn những điểm cần lưu ý trước giờ G khi hệ thống tuyển sinh quốc gia đóng lại được không ạ? Vâng, thì cái thông tin liên quan đến đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Các bạn nhớ cái thời gian 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 tôi nhắc đến lần này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần live stream tôi đều nhắc cái khoảng thời gian 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Cái thời gian này cực kỳ quan trọng. Nếu đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 mà các bạn không đăng ký, dù các bạn đã tra cứu trên hệ thống website của trường Văn Lang, tra cứu trên hệ thống trang web của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, các bạn thấy các bạn đã có danh sách và thông báo các bạn đã trúng tuyển sớm, trúng tuyển có điều kiện. Tuy nhiên các bạn cũng phải đăng ký trên hệ thống. Nếu các bạn không đăng ký trên hệ thống có nghĩa là các bạn không được xét tuyển. Và nếu các bạn đã đăng ký trên hệ thống rồi thì các bạn còn phải xác định việc nhập học. Thì tuy nhiên ở đây tôi khuyên các bạn rằng phải lưu ý xem thử chúng ta lên hệ thống kiểm tra lại chúng ta đã đăng ký được chưa. Nếu chúng ta chưa đăng ký được bằng bất cứ lý do gì thì các bạn có thể là liên hệ với trường hoặc là liên hệ với Bộ Giáo dục Đào tạo để cho phép chúng ta đăng ký. Các bạn quên đăng ký thì trong thời gian này các bạn phải đăng ký ngay. Còn các bạn đăng ký mà không được do số chứng minh nhân dân hoặc là do cái điểm số v.v. không liên kết được, không đưa lên được hệ thống thì cũng các bạn cũng phải liên hệ với cái trường sở cơ sở để chúng ta điều chỉnh. Và đặc biệt có một số thí sinh tự do, thì tôi cũng xin nhắc lại có một số thí sinh tự do hiện nay trên hệ thống vẫn không có dữ liệu về điểm học bạ, thì các bạn cũng liên hệ với, ví dụ các bạn thí sinh tự do muốn đăng ký vào cái ngành quan hệ công chúng trường Đại học Văn Lang mà các bạn không có mức điểm của các năm trước thì các bạn liên hệ với trường để chúng tôi nhập cái điểm đó lên hệ thống và khi đó các bạn sẽ đăng ký đấy. Thì do đó hiện nay một cái lời khuyên á, là các bạn lưu ý vì cái tỷ lệ đối với thí sinh đến thời điểm này so với cái tổng số thí sinh mà năm nay á, trúng tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông để đăng ký vào đại học là gần hơn 900.000, thì cái số lượng đến thời điểm này á, vẫn còn thấp so với cái con số chung. Vì vậy tôi nhắc lại là các bạn cố gắng đăng ký sớm, vì á, theo quy định các bạn có thể đăng ký, không cần suy nghĩ các bạn có thể đăng ký, và trong thời gian đăng ký đó các bạn nếu các bạn cân nhắc các bạn có thể điều chỉnh, số lần điều chỉnh không hạn chế. Các bạn lưu ý, do đó các bạn cứ mạnh dạn lên đăng ký để sau khi đến trước ngày 17 giờ ngày 20 tháng 8, các bạn suy nghĩ lại muốn điều chỉnh nguyện vọng, muốn điều chỉnh cái ngành vân vân, thì các bạn có thể trước thời gian đó các bạn có thể lên điều chỉnh được và không giới hạn số lần. Tuy nhiên hiện nay để tránh các cái ngày sau tắc nghẽn hệ thống thì tôi đề nghị các bạn sớm nhanh chóng lên đăng ký để sau đó chúng ta suy nghĩ lại có thể điều chỉnh. Tôi xin nhắc lại là số lần điều chỉnh không giới hạn, do đó các bạn cứ yên tâm để đăng ký. Chúc các bạn thành công và hệ thống giáo dục Văn Lang sẽ chào đón các bạn đến với trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương và trường Đại học Văn Lang. Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều những lưu ý dành cho các bạn. Phải nói rằng là rất là nhiều và Bình Nhật nghĩ rằng là chúng ta đã lưu về được cho mình những điều cần thiết ở trong giai đoạn mà có thể nói rằng là rất là căng thẳng và rất là quan trọng như thế này. Và cô Hà,
Dạ, cô có những lời chúc gì dành cho các bạn thí sinh, các bạn học sinh đang theo dõi chương trình này hay không? Với cái giai đoạn căng thẳng và gấp rút như thế này. Các em học sinh thân mến, chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi để các em đưa ra cái lựa chọn quyết định của mình khi theo học một cái ngành nghề mà các em yêu thích. Nếu như ngành nghề yêu thích của các em chưa đủ điều kiện vào Văn Lang, thì trường BTU đón chào các em đến đăng ký tại trường BTU cùng trong tập đoàn cả, và như các cái chính sách các em đã được tìm hiểu qua các cái tư vấn của thầy Tuấn ban nãy thì hy vọng rằng là các em sẽ đưa ra được những cái quyết định lựa chọn phù hợp với mình để trong quá trình theo học, dù ở Văn Lang hay dù ở Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thì cũng là thuộc tập đoàn giáo dục Văn Lang, thì các em sẽ có được những cái cơ hội tốt nhất cho các cái quá trình học tập rèn luyện của mình trong nhà trường đối với những ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Dạ vâng, dạ xin được cảm ơn những lời chúc của cô dành cho các bạn học sinh, các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng trò chuyện, chúng ta đã cùng tìm hiểu và giải đáp rất nhiều những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Và để cùng tìm hiểu thêm về các chương trình và chính sách đào tạo của các trường đại học trong hệ thống giáo dục Văn Lang, và đồng thời thì thầy cô cũng đã điểm qua các lưu ý quan trọng mà các bạn cần phải nắm trong giai đoạn này. Và thời lượng chương trình thì cũng đã gần hết rồi. Minh Nhật hy vọng rằng số livestream lần này cũng đã giúp cho các bạn học sinh, các bạn thí sinh và quý phụ huynh có thể lưu lại những thông tin cần thiết. Và câu chuyện về môi trường học tập, môi trường sinh hoạt tại trường Đại học Văn Lang cũng sẽ tiếp tục ở những số livestream tiếp theo. Vì thế các bạn hãy cùng trường Đại học Văn Lang gặp gỡ các thầy cô, các anh chị sinh viên để lần lượt tìm hiểu về các câu lạc bộ, các hoạt động sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên, các lựa chọn chương trình học tại Văn Lang trong các số tiếp theo. Và ngày hôm nay thì xin được cảm ơn những sự chia sẻ chân tình đến từ tiến sĩ Võ Văn Tuấn và tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà trong chương trình vào buổi tối ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho quý thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, và xin được chúc cho trường Đại học Văn Lang, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương sẽ ngày càng lớn mạnh, phát triển hơn nữa để đón chờ nhiều thế hệ sinh viên tiếp theo của ngôi trường tươi trẻ và năng động. Và cuối cùng xin được chào tất cả quý phụ huynh và các bạn thí sinh, các bạn học sinh đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào những buổi livestream tiếp theo. Xin bạn luôn sẵn sàng, dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn mang hành trang buồn phàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, mãi yêu mỗi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Khó đấy xa xa đình đấy, muôn khó khăn còn đây. Cuộc sống giàu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn mang hành trang buồn phàn,
rồi vắn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng vẫn lang, ước mơ mãi luôn thắp sáng.